đòn diệt vệ tinh Nga khiến đối thủ về thời đồ đá. Theo ông xét gây sau gu, việc nước này diệt thành công vệ tinh chỉ nhằm thử nghiệm khả năng chiến đấu của vũ khí mà không hề gây nguy hiểm cho ISS. tin bố hôm 16 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga xét cây xác nhận vũ khí Nga đã bắn trúng và phá hủy thành công một vệ tinh đã ở trên quỹ đạo từ năm 1982. Những mảnh vỡ hình thành không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hoạt động của trạm không gian quốc tế, ISS, ông Sergei Shoigu nói. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, vụ bắn thử tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không nhằm vào bất kỳ ai. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận hành động của nước này đe dọa ISS và gọi các chỉ trích nhắm vào Nga là đạo đức giả. Phản ứng của Nga được đưa ra sau khi vụ thử vũ khí chống vệ tinh của nước này vấp phải phản ứng mạnh từ Mỹ, NATO và châu Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định họ không được thông báo trước về vụ thử tên lửa chống vệ tinh của Nga. Mỹ cho rằng vụ bắn thử ngày 15 tháng 11 của Nga tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ lớn có thể theo dõi và hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả vụ thử là một hành động liều lĩnh và đáng lo ngại, chứng tỏ Nga đang phát triển vũ khí diệt vệ tinh. Người đứng đầu quốc phòng Pháp Florent Sipali cũng chỉ trích vụ thử và ám chỉ Nga là những kẻ phá hoại không gian vì tạo ra một lượng mảnh vỡ nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Đức thì bày tỏ lo ngại về vụ thử tên lửa và kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để củng cố an ninh và lòng tin. Trong khi đó, chuyên gia quân sự hàng đầu của Mỹ Tyler Zogoi thì cho rằng không phải ngẫu nhiên Nga lại lại mang vũ khí diệt vệ tinh ra thử nghiệm vào lúc này, thời điểm Mỹ và NATO đang tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga tại Biển Đen, Biển Bắc và một số khu vực khác. Theo vị chuyên gia này, hiện có hơn 1.300 vệ tinh đang hoạt động trên các quỹ đạo gần và xa trái đất, gần một nửa là của Mỹ, chiếm số lượng lớn trong số đó được sử dụng cho mục đích quân sự, tạo thành một mạng lưới cung cấp cho toàn thế giới những khả năng giao tiếp, định vị toàn cầu, dự báo thời tiết và do thám hành tinh có nhiều cách để vô hiệu hóa hay thậm chí phá hủy các vệ tinh trên quỹ đạo trái đất với các phương tiện phá vệ tinh thuộc loại vũ khí trước đây mỹ và liên xô cũng đã từng phát triển bom hạt nhân trên quỹ đạo hay mìn không gian tức là tàu vũ trụ tự phát nổ tìm kiếm và phóng hàng triệu mảnh vỡ vào vệ tinh đối phương vũ khí laser có thể được sử dụng để tạm thời vô hiệu hóa hay gây tổn hại thường xuyên đến các thành phần của vệ tinh đặc biệt là mạng lưới cảm biến mỏng manh và sóng vô tuyến hay vi sóng có thể gây nhiễu hoặc tấn công đường truyền đến hoặc từ các trạm kiểm soát trên mặt đất với công nghệ hiện nay các tên lửa chống vệ tinh cũng là một sát thủ ghê gớm đối với các vệ tinh trên quỹ đạo không cần dùng đầu đạn nhưng các tên lửa chống vệ tinh hiện đại theo phương pháp động năng cũng đủ sức phá hủy vệ tinh chuyên gia mỹ nhận định rằng các đối thủ hiện nay sẽ cố sức dìm nhau vào tình trạng công nghệ thời trung cổ tức là triển khai đầu tiên một cuộc chiến tranh giữa các vì sao nhằm tìm mọi cách phá hủy tất cả các loại vệ tinh của đối phương kể cả quân sự và dân sự cuộc sống của con người hiện đại phần nhiều phụ thuộc vào công nghệ vệ tinh mà hiện nay Nga cho thấy đang đẩy nhanh phát triển loại vũ khí này. Loại vũ khí Nga vừa thử rất có thể là một trong số những loại Moskva đang phát triển. Nếu Nga diệt thành công vệ tinh do thám, định vị và thông tin liên lạc, cuộc chiến của đối thủ sẽ quay trở lại thời kỳ tiền kỹ thuật số, tức là đối thủ của Nga sẽ giao tranh y như trong Thế chiến Y hoặc Thế chiến II. Sự nguy hiểm của vũ khí diệt vệ tinh không phải bây giờ mới được biết đến mà ngay từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ đã thử nghiệm thành công loại vũ khí này. Vụ thử diễn ra ngày 13 tháng 9 năm 1985, chiếc F-15A mang số hiệu 7684 đã phóng thành công một tên lửa SM-135AS AT cách khoảng 322 km về phía tây của căn cứ không quân Vandenberg, phá hủy thành công vệ tinh P-87-1 ở độ cao 555 km cách mặt đất. Chiếc F-15 bay ở tốc độ Mach 1-22 rồi thực hiện một pha leo lên cao với góc tấn 65 độ. Tên lửa asm 135 được tách khỏi F-15 ở độ cao 11,61 km cách mặt đất đầu đạn MHV va chạm với vệ tinh ở tốc độ lên đến 24.140 km/h. Sự kiện này đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêu diệt thành công vệ tinh bên ngoài trái đất, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì kể từ đó đến nay, chương trình đã SM-135 đã không được không quân Mỹ nhắc đến. Mỹ lao thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh, Nga xác nhận hôm 20 tháng 11. Khi bình luận về cuộc thử nghiệm bắn hạ vệ tinh Selina D của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nga, Rodolfo Dimitri Rogozin đã lên tiếng khẳng định về những đồn đoán mà người Mỹ công bố trước đó. Ông Rogozin nói rằng không có gì là bí mật về việc Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh. Câu chuyện hiện nay chỉ là đã đến thời điểm thử nghiệm. Ông nói vũ khí chống vệ tinh đã được phát triển ở Nga từ lâu, vì vậy không có gì bí mật về nó. Đơn giản là đã đến lúc Bộ Quốc phòng tiến hành các cuộc thử nghiệm. Theo giám đốc Rodolfo, Nga nên có vũ khí chống vệ tinh. Ông Rogozin cho biết vũ khí chống vệ tinh là thứ hiển nhiên mà Nga phải sở hữu nhưng không chỉ là chùm vệ tinh thuộc bộ quốc phòng, nó sẽ được đưa ra bởi các phương tiện phóng của chúng tôi do các doanh nghiệp của Roscosmos chế tạo. Ông Rogozin nói nhận thức rằng các cuộc chiến tranh hiện đại sẽ không tiếp xúc, các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ bắt đầu từ vũ trụ, chúng ta phải tự bảo vệ trong vũ trụ. Đó là lý do việc chế tạo vũ khí chống vệ tinh là điều hiển nhiên mà chúng ta phải có. Theo giám đốc Roscosmos, nga lo ngại rằng mỹ và nato đã phóng các tàu sân bay vào không gian. Ông Rogozin nhấn mạnh có một chủ đề khiến chúng tôi lo lắng đó là việc quân sự hóa ngoài không gian. Chúng tôi đã quan sát cách thức mà Mỹ và trước hết là các đồng minh NATO của họ đã triển khai, không phải vũ khí mà là các tàu sân bay vào không gian. Hôm 15 tháng 11, truyền thông Mỹ dẫn các tuyên bố từ lầu năm góc tin rằng người Nga đang thử nghiệm vũ khí trong không gian bằng việc bắn vệ tinh của họ khiến các mảnh vỡ trên vũ trụ đã đe dọa trạm vũ trụ quốc tế, ISS. Ngoại trưởng Mỹ Antony Lincoln cho biết, đám mây gồm 1.500 mảnh vỡ xuất hiện là kết quả của việc Nga thử hệ thống chống vệ tinh. Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ thông báo một tên lửa chống vệ tinh được thử nghiệm ngày 15 tháng 11 đã bắn trúng vệ tinh Mo 1408 của Nga. Lầu Nam Góc nói rằng Nga đã không cảnh báo quân đội Mỹ về các cuộc thử nghiệm theo kế hoạch này và vũ khí chống vệ tinh đang được phát triển có thể là mối đe dọa cho Mỹ và các cường quốc không gian khác. Người đứng đầu cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA Bill Nelson cũng cho rằng đám mây mảnh vỡ được hình thành do các cuộc thử nghiệm vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định những mảnh vỡ từ vụ bắn đó ở cao hơn ISS những 60 km theo lý giải của Bộ Quốc phòng Nga. Độ cao chênh lệch giữa ISS và vệ tinh Serina đây bị phá hủy từ 40 đến 60 km, do đó không có chuyện các mảnh vỡ của vệ tinh có từ thời Liên Xô, cũ đe dọa ISS và bảy phi hành xa trên đó. Trong đó có hai người Nga. Dựa theo các dữ liệu thực tế, Nga đã dựng đồ họa mô phỏng chuyển động và khẳng định các mảnh vỡ vệ tinh cũ nằm cao hơn ISS từ 40 đến 60 km. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định kể từ lúc xuất hiện, các mảnh vỡ của vệ tinh cũ không hề gây đe dọa cho ISS, những tuyên bố về rủi ro với ISS là không đúng sự thật. Đây là lần đầu tiên Nga phá hủy thành công một vệ tinh cũ bằng tên lửa và hiện chưa rõ loại tên lửa sử dụng. Báo anh, quân đội Nga mạnh hơn anh hàng chục lần. Theo báo anh, trong những sự kiện gần đây trên một số vùng biển, đặc biệt tại Biển Đen, anh hành xử như một cường quốc có thể thách thức Nga, nhưng trên thực tế lựa chọn của nước này rất hạn chế. Cụ thể, quân số các lực lượng vũ trang Nga là 3 triệu người, trong khi Anh chỉ có 275-66 người. Lực lượng không quân của Nga lớn gấp 5,6 lần không quân của Anh. Nga có 4.163 máy bay quân sự, trong khi London chỉ có 733 chiếc. Số lượng xe tăng của Nga lớn hơn Anh tới 57 lần. Nga có 12.950 chiếc, Anh chỉ có 227 chiếc. Người Anh coi con số này là gây sốc. Nga có tổng cộng 27.000 xe bọc thép, trong khi Vương quốc Anh có 5.000 chiếc. Trên biển, Nga có ưu thế về hầu hết mọi thứ, ngoại trừ hàng không mẫu hạm. Vương quốc Anh, cựu bà chúa biển cả có hai chiếc hàng không mẫu hạm, trong khi hiện nay Nga đang sử dụng một tàu sân bay đô đốc Kuznetsov. Nói về các phương tiện chiến đấu hải quân khác, chẳng hạn như tàu ngầm và tàu khu trục, người Nga đã bỏ qua chúng ta khá xa. Họ có 16 tàu khu trục và 62 tàu ngầm, trong khi chúng ta có 6 và 10 chiếc tương ứng, báo Anh viết so sánh được báo Anh thực hiện sau hàng loạt động thái của Mỹ và Anh thực hiện tại Biển Đen, đặc biệt là vụ khu trục hạm biết MS Defender của Anh tiến vào vùng biển bên ngoài cờ Zimea. Hạm đội Biển Đen phối hợp với lực lượng biên phòng từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB đã ép tàu chiến S-MS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh ra khỏi các vùng biển của Nga sau khi tàu này đi vào lãnh hải Nga. Các lực lượng Nga đã nổ súng và ném bom cảnh cáo. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Akov tuyên bố rằng an ninh của Nga là trên hết và Moscow kêu gọi ý thức chung và đề nghị các nước khác tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng nếu lập trường này không có ích gì, Nga có thể sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ các đường biên giới của mình. Ông Ziakov nói, nếu các đồng nghiệp, phương Tây của chúng tôi không hiểu, chúng tôi có thể ném bom không chỉ cảnh cáo đâu, mà còn nhằm vào cả mục tiêu. Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định tàu chiến Anh, Mỹ hay bất kỳ lực lượng nào đe dọa đến an ninh Nga ở Biển Đen đều nằm trong tầm ngắm của các hệ thống vũ khí của Nga quan hệ giữa Nga và NATO đang xấu đi nhanh chóng, nhất là sau khi các bộ trưởng quốc phòng NATO mới đây đã bất ngờ nhất trí một kế hoạch tổng thể mới nhằm đối phó Nga trên nhiều mặt trận. Chiến lược trên được NATO mô tả là nhằm chuẩn bị cho bất cứ cuộc tấn công tiềm tàng nào ở khu vực Biển Đen và Biển Baltic, có thể bao gồm cả vũ khí hạt nhân, tấn công mạng máy tính hay thậm chí là các cuộc tấn công từ không gian. Nga chỉ trích thái độ thù địch của NATO và khẳng định sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động quân sự của khối gần biên giới Nga. Moscow cũng cảnh báo NATO không mở rộng bất cứ hạ tầng quân sự nào trên đất Ukraine, bởi hành động như vậy sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của tổng thống Putin. Tướng Mỹ thừa nhận kém Nga, Trung Quốc về tên lửa siêu thanh theo-the-hin, tướng Thompson đã phát biểu như vậy tại diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Canada ngày 20 tháng 11. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ tụt sau Trung Quốc và Nga trong việc phát triển vũ khí mới nhất và hiện đại nhất. Tướng Thompson thừa nhận rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khả năng lướt trên bầu khí quyển và đổi hướng ở tốc độ cao khiến chúng hầu như không thể bị các radar hiện thời theo dấu và phá hủy. Thông tin trên được đưa ra sau khi Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bay quanh trái đất. Vụ thử nghiệm này khiến các quan chức Mỹ bất ngờ. Nga cũng đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh từ một tàu chiến ở Bắc Cực trong tuần này, trong khi đó, Mỹ đã thất bại trong các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh hồi tháng 10 theo một bản ghi nhớ mà vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ gửi tới Quốc hội nước này vào ngày 19 tháng 10, Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc và Nga vì hầu hết các vũ khí siêu thanh của Mỹ không được thiết kế để sử dụng với một đầu đạn hạt nhân. Do đó, vũ khí siêu thanh của Mỹ có thể đòi hỏi độ chính xác cao hơn và sẽ khó phát triển về mặt kỹ thuật hơn so với hệ thống được trang bị vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc. Trong năm tài chính kéo dài tới 2022, Mỹ đang chuẩn bị chi 3,8 tỷ USD cho tên lửa siêu thanh, vốn được định nghĩa là vũ khí có thể bay với tốc độ Mach 5 trở lên. Trong khi trả lời phỏng vấn, tướng Thomson cho biết, tên lửa siêu thanh có khả năng thay đổi cuộc chơi đối với vấn đề an ninh và quốc phòng.